Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube ô tô giá rẻ. Ô tô xe về Việt Nam, Skoda Kodiak và Karoq hàng châu Âu nhưng tên rất lạ tai. Lô xe thương mại đầu tiên của thương hiệu Czech Skoda Karoq và Kodiak đã cập cảng về Việt Nam, chuẩn bị cho việc ra mắt vào tháng 9 tới đây. Những hình ảnh về lô xe thương mại đầu tiên của thương hiệu Czech Skoda với hai mẫu xe Skoda Karoq và Kodiak đã cập cảng Việt Nam đang nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng trong nước như vậy hai trong số bốn mẫu xe đầu tiên mà Skoda sẽ phân phối tại thị trường Việt Nam trong năm nay đã lộ diện thông tin từ thương hiệu ô tô Séc Skoda Việt Nam cho biết hãng đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị cho sự kiện ra mắt thương hiệu và một số mẫu xe ô tô tại thị trường Việt Nam trong tháng 9 năm 2023 đáng chú ý những chiếc xe sắp ra mắt tại Việt Nam sẽ sở hữu công nghệ Green Line của hãng khi được mở bán tại Việt Nam Skoda Kodiaq được định danh cạnh tranh với Hyundai Santa Fe. Kia Sorento for Everest. Thông số kỹ thuật, phiên bản và các trang bị của mẫu xe này mở ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa được tiết lộ. Do có nguồn gốc từ châu Âu, Skoda Kodiaq được trang bị nhiều tiện nghi cho người dùng như vô lăng bao chấu tích hợp nhiều phím chức năng, cửa sổ trời chỉnh điện, ghế ngồi chỉnh điện 12 hướng và nhớ 3 vị trí tùy theo từng phiên bản, điều hòa hai vùng độc lập, màn hình giải trí kích thước 6,5 và 9,2 in, hệ thống âm thanh 10 loa với tổng cộng công suất 575W trên bản cao cấp, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink Apple My Skoda cho điện thoại. Về khả năng vận hành nằm dưới nắp capo của Skoda Kodiaq là động cơ diesel 4 xi lanh 2.0 có công suất 143 mã lực, và mô men xoắn cực đại 340 Nm đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc là hộp số tự động 7 cấp. Tuy chọn thứ hai là động cơ diesel 4 xi lanh tăng áp 2.0 có công suất 240 mã lực và mô men xoắn 500 Nm đi kèm hộp số tự động 7 cấp. Cả hai động cơ đều dùng hệ dẫn động 4 bánh. Skoda Karoq cạnh tranh với các đối thủ Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson và Ford Territory. Trong khi đó, mẫu xe Skoda được định vị nằm ở phân khúc CUV Các trang bị nổi bật trên mẫu xe này bao gồm màn hình giải trí cảm ứng 6,5 đến 9,2 in tích hợp hệ thống công nghệ SmartLink hỗ trợ kết nối Android Auto, Apple CarPlay không dây, tính năng hỗ trợ trợ lý ảo Laura có thể hiểu 15 ngôn ngữ và cập nhật bản đồ phần mềm qua Wi-Fi. Một số trang bị tiện nghi khác trên xe như màn hình giải trí kết nối điện thoại thông minh, hệ thống sáu hoặc là tám loa điều hòa tự động ba vùng, hệ thống đèn viền cabin cửa sổ trời, sạc không dây, cổng sạc USB và ghế điện. Về khả năng vận hành, Skoda Karoq tại Cộng hòa Séc đang được mở bán với hai tùy chọn máy dầu và máy xăng. Nhiều khả năng, nhà phân phối sẽ mang về nước phiên bản sử dụng động cơ xăng TSI 1.0 có công suất 108 mã lực và mô men xoắn cực đại 200 Nm. Một tùy chọn khác là động cơ xăng TSI 1.5 có công suất 147 mã lực và mô men xoắn cực đại 250 Nm. Tất cả các phiên bản động cơ ở trên đều kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc là hộp số tự động 7 cấp. Trong khi đó hai mẫu xe còn lại là Skoda Superb và Octavia cũng sẽ được nhập về phân phối ở Việt Nam trong năm 2023 nhưng vẫn chưa được rõ khi nào sẽ được trở về Việt Nam. Mẫu xe Skoda Octavia được định vị nằm ở phân khúc sedan hạng C, cạnh tranh với các đối thủ Kia K3, Hyundai Elantra, Mazda 3. Còn Skoda Superb sẽ cạnh tranh với Toyota Camry, Honda Accord và nằm ở phân khúc sedan hạng D cảm ơn các bạn đã xem video rất mong các bạn hỗ trợ kênh bằng cách bấm đăng ký kênh bật chuông nhỏ bên cạnh để nhận các clip mới hàng ngày bấm like và comment bên dưới video chúc các bạn lái xe an toàn và luôn gặp mọi điều may mắn trong mỗi hành trình hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới